Truyền hình Thanh niên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm, hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017-2020 và giao Trung ương Đoàn xây dựng thí điểm đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát và lựa chọn ra 30 điểm xã phù hợp để triển khai các mô hình đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã, mang lại những hiệu quả thiết thực ý nghĩa. Sau 2 năm triển khai, đã có 30 mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã được thành lập và duy trì hoạt động định kỳ thường xuyên tại 6 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre và Đồng Tháp. Các tuyên truyền viên đều được tham gia tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường, hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, kỹ năng truyền thông bảo vệ môi trường, kỹ thuật xử lý các vấn đề môi trường nông nghiệp. Các đội tuyên truyền viên đã thực hiện phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân trong phân loại, xử lý rác thải, hướng dẫn nhân dân xây dựng mô hình sinh kế, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ và làm đẹp cảnh quan môi trường. Những nội dung tuyên truyền hướng dẫn mang tính cầm tay chỉ việc, giúp người dân xây dựng, duy trì và vận hành hiệu quả mô hình, huy động được đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân chung tay vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cùng nhau trồng những hàng cây, đường hoa đẹp mắt trên khắp các tuyến đường. Nhiều địa phương đã sáng tạo trong việc sử dụng những lốp xe bỏ đi để làm chậu hoa, tận dụng những khoanh cống để làm bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng, góp phần làm giảm đi sự ô nhiễm từ những hành động còn thiếu ý thức của người dân. Từ những việc làm trên đã tác động đến suy nghĩ và thay đổi nhận thức của mỗi người dân, làm cho môi trường trở nên xanh, sạch, đẹp, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Khi ánh nắng chiều còn chưa tắt, người dân ở xã Kha Sơn lại bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ cả nam lẫn nữ, tay chổi, tay sẻng tiến về khu chợ đồn để vệ sinh, thu gom rác thải mà bà con bỏ lại sau buổi chợ sáng. Những người tình nguyện dọn rác nơi công cộng ấy chính là những thành viên đội tuyên truyền bảo vệ môi trường, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Không ngại khó, ngại bẩn, người nào người nấy lia những nhát chổi tre dài một cách thành thạo, quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu chợ. Đã nhiều ngày liên tục, các bạn đều làm công việc ấy một cách tự nguyện với suy nghĩ việc làm tốt được lan tỏa sẽ khiến người dân thay đổi thói quen xả rác bừa bãi và giữ gìn thành quả sau khi dọn xong. Còn đây là hình ảnh không khó để bắt gặp ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tình trạng vứt rác bừa bãi dọc các tuyến đường, dọc bờ biển, thậm chí tràn ra cả lòng đường, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân và người tham gia giao thông. Để giải quyết triệt để vấn đề tồn đọng khó giải quyết dứt điểm này, Kỳ Xuân là xã đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh thành lập đội tuyên truyền bảo vệ môi trường với 15 thành viên. Kể từ khi có đội tuyên truyền, thì những buổi dọn rác tập thể như thế này đã trở thành hoạt động thường xuyên trong xã. Người già, người trẻ và cả các em thiếu nhi, ai cũng hăng hái thi đua nhặt thật nhiều rác trả lại vẻ đẹp bình yên cho bãi biển quê hương. Từ hình thức tổ chức như thế thì đã có cái sự lan tỏa đến với các tầng lớp nhân dân. Và cái sức tải của cái vấn đề rác thải môi trường, khu vực các bãi biển, rồi các cái tuyến đường dọc ven biển và các cái tuyến đường trục xã, rồi là trong khu dân cư là đã có cái rất là giảm rất là tốt và môi trường sinh thái trở lại rất là sạch sẽ. Mỗi tuần một lần, đội sẽ tiến hành quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý rác thải đúng nơi quy định. Không chỉ làm sạch, đội bảo vệ môi trường còn tích cực trồng cây, mang lại cảnh quan sạch đẹp, từ đó tác động vào ý thức giữ gìn vệ sinh chung của mỗi người dân. Dấu ấn từ các đội tuyên truyền cấp xã chỉ sau hơn một năm đưa vào thực hiện thí điểm đã mang lại những hiệu quả thiết thực với phương pháp tuyên truyền vận động sáng tạo, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức trong cộng đồng xã hội về công tác bảo vệ môi trường nông thôn một cách bền vững. Hiện nay ở xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nuôi rất nhiều bò theo hình thức chăn thả. Do đó, bò thải phân khắp mọi nơi không chỉ gây mất mỹ quan mà còn gây ảnh hưởng môi trường sống của người dân trong xã.
ý tưởng sử dụng phân bò nuôi chuồn quế của bạn Bùi Thị Thanh Mỹ ở ấp Phú Trung B đã mở ra hướng đi mới, vừa giải quyết chất thải chăn nuôi, vừa làm giàu cho bản thân. Thì cái con chuồn quế này nó lại thích ăn phân bò tươi, thì mình đem cho chuồn ăn. Khi mà mình đem cho chuồn ăn á, thì không những là nó bảo vệ được cái môi trường của mình mà nó còn cung cấp lại cho mình cái nguồn phân để bón cho rau màu. Và còn chuồn thịt thì mình có thể đem chăn nuôi gà hoặc là nuôi cá. Hầu hết vào các ngày cuối tuần, những đoàn viên thanh niên xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An lại rong ruổi trên từng con đường thôn bản, đến từng nhà dân để xin thu gom phế liệu nhằm mục đích gây quỹ an sinh xã hội. Nhiều gia đình chủ nhà hàng trên địa bàn thấy được việc làm ý nghĩa này đã chủ động gom lon bia, vỏ chai nhựa mang đến ủng hộ. Mỗi tháng, các nhóm thu gom tổ chức tập kết một lần, mang bán và số tiền thu được sung quỹ để tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn những phần quà ý nghĩa. Từ khi có cái đội tuyên truyền bảo vệ môi trường thì cơ bản là trong toàn xã nói chung và riêng bản Khe Đan nói riêng ấy, thì công tác vệ sinh môi trường là được chi đoàn, chi hội rất chú trọng quan tâm. Từ đó là cái nhận thức của người dân và cái công tác vệ sinh môi trường của toàn xã cũng như bản Khe Đan là sạch sẽ, đẹp đẽ hơn. Hôm nay cũng như nhiều hôm trước, đội tuyên truyền bảo vệ môi trường xã Biên Sơn, tỉnh Bắc Giang tới từng cụm dân để hướng dẫn bà con quy trình ủ phân vi sinh với phân chuồng và phân xanh. Việc ủ phân không phải là công việc xa lạ với người nông dân, song ủ phân áp dụng khoa học kỹ thuật để vừa cho hiệu quả cao, vừa xử lý phế thải gây ảnh hưởng tới môi trường được bà con tích cực học hỏi và áp dụng. Giờ đây, trên khắp nẻo đường làng ngõ xóm, trên các cánh đồng hay dọc bờ biển ở khắp các xã có đội hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, không còn thấy rác thải bừa bãi, thay vào đó là những dòng sông không rác, các tuyến đường tự quản lúc nào cũng sạch sẽ, rợp bóng cây xanh, cùng những thảm hoa nở rực rỡ, mang đến cho làng quê một diện mạo mới, một môi trường sống văn minh hơn cho người dân nơi đây. Các đội tuyên truyền bảo vệ môi trường không dừng lại ở góc độ địa phương mà các hoạt động đã có sự phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài địa phương cùng tham gia thực hiện xây dựng các công trình thanh niên trên địa bàn, tuyên truyền vệ sinh bằng các việc làm cụ thể hơn, thiết thực hơn, tác động đến suy nghĩ và thay đổi nhận thức của người dân, làm cho môi trường trở nên xanh, sạch, đẹp, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.